Xin chào các bạn, nếu như các bạn là một nông dân hoặc các bạn là một tân thủ mới chơi tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một môn phái, một hướng build mà cực kỳ khỏe luôn. Ai cũng có thể chơi được mà cực kỳ dễ chơi. Đấy, giống như mình đây. Mặc dù mình nạp hai củ vào đây rồi nhưng mình vẫn thích chơi môn phái này. Đấy, cái chỉ số mình build được nó cực kỳ là ok luôn. Bởi vì những cái liên kích rất dễ dàng các bạn nha. Chính vì vậy mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm nào để có thể build được một phái liên kích cực kỳ ok luôn. Thì đây, nếu như với lượng liên kích 130% thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh gọi là 5 hiệp liên tiếp. Không vấn đề luôn. Mình đã từng làm cái video short rồi. Bạn nào không tin có thể vào trong cái phần video short để xem lại nha. Và thêm một cái nữa các bạn ạ, đó chính là môn phái liên kích này thì nó lại kiểu dễ kết hợp vãi trưởng luôn. Đấy, bình thường chúng ta không bao giờ chơi gọi là một dòng mà chúng ta phải chơi liên kích kết hợp với cái gì? Thứ nhất là bạo kích cũng khỏe nha các bạn. Liên kích mà đi với cả hút máu vẫn ok vì đánh nhiều hồi máu nhiều các bạn. Hoặc là liên kích mà đi cùng cả phản công vẫn được nha. Đấy, thì bởi vì là mình có thêm cái khả năng phản công ấy thì đánh liên tục. Mình vừa liên kích xong, đấy kẻ địch đánh mình được phản công lại. Thế tức là mình đánh rất là nhiều lần nha các bạn. Thêm vào đấy là liên kích mà đi về choáng cũng ok luôn. Ảo thực sự luôn. Thế thành ra là những cái chỉ số các bạn build dễ lắm, chỉ cần ra gọi là liên kích này hoặc là có những cái dòng mà đồ nó ngon này. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể lấy luôn mà cũng chẳng cần phải quá quan trọng giống như kiểu là một số môn phái khác khó build như là đặc biệt là môn phái né. Đấy. Thế thì ở trong cái phần tinh quái này khi các bạn chơi liên kích là bắt buộc các bạn phải có con này nhá. Đấy, con đào ngột này, hiệp 1 là các bạn nhận được luôn 20% phản công và liên kích. Đấy, kết hợp với cả cái huyết mạch thiên tiên. Thì tức là các bạn chơi cái huyết mạch đằng sàn cho mình là hiệp 1 là các bạn được tăng 50% xác suất nữa. Thế các bạn thấy ngay vào phát nó dã cho 4-5 cái là quá bình thường luôn. Và nếu như các bạn là một người yêu thích kiểu là dồi dào sát thương giống như mình để có thể là đi một số những cái hoạt động khác. Ví dụ như là đây, đấy, dị thú xâm lược, đấy các bạn thấy không? Thì các bạn hoàn toàn là có thể lựa chọn thêm một em tinh quái nữa. Đó chính là đại thụ yêu. Sau mỗi lần tấn công thì được tăng 7% cường hóa linh thú. Và các bạn biết rồi, liên kích nhiều thì tức là các bạn có thể là cường hóa linh thú càng nhiều. Đấy thì thành ra là linh thú của mình cũng sẽ va được mạnh hơn. Ok là đấy chứ. Đấy, chủ yếu là hai em đấy thôi. Còn em thứ ba thì các bạn tùy chọn nha. Nếu như các bạn thích chơi choang thì chọn những con tinh quái mà có khả năng búp choang. Còn không các bạn chơi lôi công cũng được. Khi linh thú phóng kỹ năng thì gây thêm một lần sát thương. Đấy là với những bạn nào mà chơi ong già giống như mình nha. Ok. Còn về linh thú thì để mà linh thú mạnh nhất để chơi về lâu về dài thì các bạn sở hữu được em bạch hổ này thì ok luôn. Mình cũng đã có một em bạch hổ rồi. Khi nào mà nó mạnh mẽ lên thì mình sẽ làm video cho các bạn xem nhé. Tiếp theo nữa là các bạn có thể sở hữu được em vô chi kỳ phẩm cam là cũng chơi được. Hoàn toàn là ok rồi. Bởi vì có khả năng nặn hồn nha các bạn. Còn ở giai đoạn đầu thì các bạn chơi ong già giống như mình cũng được. Chả sao cả. Khi mà nó có cường hóa linh thú level 10 lên. Đây là của mình mới chỉ là phẩm lam nha. Nếu như các bạn mà ngon ra dòng tím hoặc là dòng cam ấy, là nó đã căng thẳng rồi. Đây các bạn nhìn thấy level 157. Sao nhiều kinh khủng luôn. Tất nhiên là chưa max sao nhưng thế là cũng được rồi. HP cộng 74,4%, công cộng thêm 74,4% nữa. Ui giời, ok. Và để các bạn chơi phái liên kích nó mạnh hơn thì chắc chắn là trong phần thần thông của các bạn nên sở hữu được cái này. Trở về cội nguồn, mình cũng đang trên hành trình để tìm kiếm cái này đấy các bạn. Khi kích hoạt liên kích là hồi HP và 16% sát thương nha các bạn ơi. Đồng thời là tăng cho bản thân 300 yêu khí nữa cơ. Ngon đấy chứ. Đấy, chỉ cần nắm được một số những cái lưu ý thế thôi là các bạn hoàn toàn có thể build phái liên kích cực kỳ là mạnh mẽ. Và đảm bảo với các bạn luôn là mặc dù top gọi là đấu pháp của các bạn có thể là ở tít tắp mù khơi, nhưng mà ở trong cái phần dị thú xâm lược thì các bạn vẫn chắc chắn là sẽ đạt được những cái top cực kỳ là cao giống như mình đây. Đấy, top 14 nha. Ngon đấy chứ. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là click vào series ngay trên màn hình hướng dẫn tân thủ Tiểu Yêu Tầm Đạo để có thể là xem build thêm nhiều môn phái hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.